Khi mùa đông đang về trên khắp đất nước, nhà hàng Postuben ở Benheim thuộc vùng trồng nho Bergstraat phía nam thành phố Frankfurt buộc phải tìm cách để khách hàng có thể dùng bữa ngoài trời, bất chấp thời tiết giá lạnh. Một số thành phố của Đức, bao gồm trung tâm tài chính Frankfurt, đã áp đặt lệnh giới nghiêm đối với các quán bar và nhà hàng. Điều này đã khiến các nhà hàng gặp khó khăn trong việc phục vụ các thực khách một cách vừa thoải mái, song vẫn phải đảm bảo an toàn. Để giải quyết vấn đề đó, nhà ăn bằng kính đã ra đời. Sau dịch Covid-19, chúng tôi đã nghĩ cách làm thế nào để các khách hàng có thể ngồi bên ngoài trong khoảng thời gian lâu nhất có thể. Sau đó chúng tôi đã quyết định chọn phòng ăn bằng kính. Thật dễ chịu, nó giúp chúng tôi có cơ hội ra ngoài một lần nữa. Ngôi nhà nhỏ này thật đẹp, chúng tôi cảm thấy rất thoải mái khi ở đây cùng gia đình mình. Đức hiện ghi nhận hơn 380.000 ca mắc, trong đó có hơn 9.900 ca tử vong do Covid-19.